Em tìm xét hồ sơ con nợ, nhà xét kiểm tra và thanh tra thanh toán giúp em ạ. Vì ngày mai là ngày làm việc cuối cùng ạ. Ok, để đó anh xem rồi có gì đó anh ký nha. Dạ, ký. Ok. Năm 2002 đã qua đi với những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đối mặt với chiến tranh, dịch bệnh dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Tập thể toàn công ty đã đoàn kết, chung sức chung lòng, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tích quan trọng. Như chúng ta đã tham gia các công tác chống dịch bằng cách hỗ trợ các tuyến đầu với hơn 50.000 khẩu trang và hơn 300 triệu đồng. Toàn công ty phát động tham gia quỹ vaccine do chính phủ phát động cuối năm 2022. Do đại dịch khó khăn, công ty cũng đã dành gần 500 triệu đồng phối hợp với báo Công an Nhân dân thăm và phát quà Tết cho bà con vùng khó khăn huyện Nam Giang và bà con xã Điện Phương, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm nay cùng với tỉnh đoàn Quảng Nam, công ty chúng ta đã dành trên 500 triệu đồng hỗ trợ các chương trình điện chiếu sáng cho người dân vùng cao và tài trợ chính chương trình đội viên đất quảng đa tài nhằm tạo động lực học tập cho con em tỉnh nhà. Và hơn thế nữa, chúng ta đã nhận nuôi hai em có hoàn cảnh khó khăn với tài trợ học bổng 100% lên đến 420 triệu đồng cho hai em tại Đại học Huế. Dù gian lao khó khăn là thế, nhưng trách nhiệm với cộng đồng và xã hội vẫn được tập thể toàn công ty đồng lòng, cùng quan niệm, cùng ý chí. Và đó chính là lý tưởng của những người con tri thức của xã hội Việt Nam ta. Sự chia ngọt, sẻ bùi còn là tấm lòng tốt, giữ đậm nét truyền thống của dân tộc mà ngày hôm nay chúng ta luôn thấu hiểu và phát huy. Tôi đặc biệt cảm ơn các bạn vì điều này. Tôi cũng cảm ơn các bạn vì sự miệt mài lao động, kiên cường chống chọi khó khăn. Và những lúc có những điều rất bức xúc, nhưng các bạn cũng thấu hiểu bản thân tôi và luôn kiên trì cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Và cái kết đó là doanh thu của chúng ta năm sau cao hơn năm trước và hoàn thành 70% kế hoạch đặt ra. Đặc biệt, thành tích 4 tháng cuối năm đã đấu thầu công khai trúng thầu với giá trị hơn 100 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng. Năm 2023 sẽ là năm quyết định tiến đến hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và những năm đã qua. Dù có khó khăn bao nhiêu, với đà phát triển đó, cách làm đó chúng ta phát huy và cùng với mục tiêu tăng trưởng xã hội, chúng ta cam kết hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, cũng như các nghĩa vụ đối với nhà nước và cộng đồng xã hội. Năm 2023, chúng ta cũng quyết tâm hoàn thành công tác chuyển đổi số, tiến đến thanh toán số toàn bộ các lĩnh vực từ thương mại đến nhân công, lương nhân viên và tiến đến minh bạch trong hạch toán nhằm chuẩn bị cho cổ phần hóa doanh nghiệp. Chúng ta phải đặt cho chính chúng ta trách nhiệm, sự đúng đắn trong công cuộc, trong cuộc sống và tinh thần thượng tôn pháp luật là cao nhất, để từ đó hướng đi của chúng ta sạch sẽ và rộng mở hơn. Chúng ta gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với trách nhiệm của đất nước, của cộng đồng, làm tốt hơn các công việc về chuyên môn như cam kết không kê gian, kê dối, khối lượng, cam kết mọi công trình do chúng ta làm đều đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ cao, cam kết chăm lo đời sống luôn tốt hơn cho công nhân và người lao động. Và như tôi đã từng làm trước đây là tất cả vì người lao động trước, cán bộ sau, từ đó hướng cho người lao động có tinh thần và trách nhiệm hơn. Về phía người lao động, người thợ, người lái máy, từ thủ kho đến bốc xếp, tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng các anh chị cần có trách nhiệm ngay chính với bản thân mình. Như lao động phải an toàn và luôn trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lắng nghe và suy nghĩ cách làm. Và điều đó là sự trách nhiệm, sự đóng góp nhiệt tình vào thành quả phát triển chung của công ty. Và tôi luôn biết ơn đến các anh chị về điều này. Đối với các anh chị kỹ sư, cử nhân, cán bộ, chuyên gia cao cấp, tôi mong muốn các anh chị phát huy và sáng tạo hơn nữa, không ngừng học hỏi, tìm kiếm cách làm hay hơn, nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, mà chất lượng và mỹ thuật tốt hơn, để phục vụ công việc mà chúng ta thực hiện ngày một năng suất và hiệu quả.
Đừng bao giờ chủ quan, lơ là hay bằng lòng với hiện tại, vì cách làm hiện tại của chúng ta đã và chậm nhiều hơn so với sự tiến bộ của thế giới. Tôi hiểu và đồng cảm rằng nghề của chúng ta có sự rào cản về thể chế, các thủ tục hành chính quá rườm rà, quá phức tạp, nhưng không vì thế mà chúng ta dập tắt đi cái ngọn lửa và ý tưởng sáng tạo, động lực trong công việc. Tôi cũng xin cảm ơn và nhắn nhủ đến quý đối tác khách hàng, sự hợp tác của chúng ta là sự hợp tác dài lâu, có qua có lại vì lợi ích của nhau. Tôi đặc biệt gay gắt trong việc mua gian bán lận, phối hợp với nhân viên làm những điều không đúng, dù đó là những điều nhỏ nhất. Tôi cam kết rằng đối với quý khách hàng, với nhà cung cấp luôn là những người khách quý của công ty, và tôi, các bạn sẽ cùng mang lại lợi ích cho nhau và không bao giờ để quý khách hàng của chúng tôi phải thiệt thòi hay mất mát về tài chính. Tôi kính chúc đến toàn thể quý vị khách quý, toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Saico lời chúc tốt đẹp nhất và chúc năm mới Quý Mão năm 2023 cho tất cả chúng ta ở đây có được sự thành công rực rỡ. Con đường này năm 2000 nữa thì chúng tôi đã tiến hành lòm và công ty Saico đã lòm và có sự giám sát của bà con nhân dân, của cán bộ quân dân chính, cho nên con đường là rất là tốt và nhân dân rất là mừng đã có con đường khang trang sạch đẹp. Chúng tôi cũng luôn cố gắng tạo điều kiện thực hiện nghiêm túc cái hợp đồng để giúp cho phía Saico có thể triển khai được lực lượng nhân sự đến gần 1.000 nhân sự thực hiện cho thi công công trình suốt từ năm 2019 đến nay. Và cũng thật là may mắn cái kết quả mà chúng tôi thực hiện được đấy là việc cũng không có cái ca nhiễm nào, lây nhiễm nào, và cũng như F1, F2 ở đây. Còn đối với người lao động thì chủ đầu tư cũng luôn cố gắng tạo điều kiện để cho phía bên Saico có thể thi công được đúng tiến độ và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Không có việc làm thì cuộc sống khó khăn đủ thứ hết cả. Không có tiền nuôi con với lại trang trải cuộc sống. Còn chừ có công việc thì nói chung là mình cũng thấy là ổn định. Dịch bệnh này mà nếu như không có công ăn việc làm thì đúng là chúng tôi rất khó khăn về mặt kinh tế. Và kinh tế để ổn định xây dựng cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn đến cái công ty và đến các cơ quan đã tổ chức cho lao động tôi có công ăn việc làm. Khi ý tưởng được nhen nhóm, khi những cơ hội được gửi trao, chúng tôi kiến tạo những công trình bằng cả tâm trí và trái tim, bằng sự yêu thương và đoàn kết, bằng cam kết cho chất lượng vững bền. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Saico khắc tên những công trình, dựng xây những yêu thương.